Bản tin xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định số 132 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan, mọi quyền lực được kiểm soát, giám sát chặt chẽ bằng cơ chế. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn, việc chấp hành chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử trong đó tăng cường kiểm tra giám sát thanh tra nội bộ theo chuyên đề chuyên ngành thường xuyên tự kiểm tra tự đánh giá công tác tố tụng thi hành án và các công tác khác có liên quan thực hiện hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị phản ánh khiếu nại tố cáo trong hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn lạm quyền tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng thi hành án và các hoạt động khác có liên quan theo quy định của đảng pháp luật của nhà nước